Phải công nhận á, ông thầy thiện, ai mà nghe tới tiếng tâm của ổng á là đều tới chữa bệnh. Không chỉ làng mình đâu, mà mấy cái làng bên á, nghe tới tên của ổng là họ cũng đều qua đây để khám, để chữa hết. Con của bà chị tôi á, bị bệnh mấy năm trời, chữa hoài không có hết. Vậy mà ổng á, ổng lẩm nhẩm nói với nó gì đó là nó tỉnh liền à. À, còn em của con á hả, được ổng cho uống cái nước thuốc gì đó mà hết đau đầu liền. Ổng đúng là thần y nha. Có chuyện gì vậy cha? Có ngày này tìm con nè. Ông kiếm tôi có chuyện gì? Sao mà kỳ vậy? Sao tự nhiên bắt thấy? Sao vậy? Xin mọi người đừng sợ, ta là người của quan tri phủ, đến đây để mời thầy thiện về chữa bệnh cho quan, chứ không có bắt người đâu. Không giấu gì người, đại nhân ngọc thể bất an hơn suốt một năm nay rồi, nhưng các thần y ở trong vùng không ai có thể chẩn ra bệnh để mà chữa trị. Vì vậy khi nghe đồn về khả năng chữa bệnh của thầy, tiểu thư đã phái ta tới đây để mời thầy lên trấn một chuyến. Không phải bắt đi. Mời thầy hãy mau thu xếp để theo ta. Chữa bệnh cho quan tri phủ sao? Ngài có nhầm người không? Tôi đây chỉ biết có một chút ít đi thôi. Tôi chỉ sợ mình tài hèn sức mọn, làm mất thời gian của quan tri phủ. Hay là ngài hãy đi tìm người khác đi. Trong thiên hạ này rất là nhiều người giỏi, nhưng mà ở đây bà con nghèo đang cần tôi lắm. Trời ơi, tôi chào sáng giờ đi quan ơi. Thầy lái mà đi vậy chứ tôi chết à. Ta không muốn dùng vũ lực để ép thầy, nhưng ta cũng không thể trở về mà không có thầy đi cùng. Nhất định thầy phải đi cùng ta vậy.